Ở đó đó. Cháu nghe mà. Nghe chị đọc lớn. Anh đứng đây nè. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú anh chị đã đến với vườn kiển của con. Con tên là Linh, ở ấp Thành Phú, xã Hành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Nay con có về 50 cây bông hoa giấy Mỹ. Dạ, hoa giấy Mỹ quái. Con không để mất thời gian, con lên cây số 1 nha. Cây số 1 của con là cây hoa giấy Mỹ. Con quay một vòng rồi con sẽ đo. Chiều cao cây là 41. Dạ, chiều cao là 41. Còn hoành thân là 29. Dạ, con đo tổng hoành cũ luôn. Dạ, tổng hoành cũ của cây là 59. Dạ. Cây số 1 của con có giá là 2,2 triệu. Dạ, con bao ship toàn quốc. Số điện thoại của con là... Dạ, số điện thoại của con là 0766 962 359. Cũng là số Zalo của con luôn. Dạ, cây số 1 của con có giá là 2,2 triệu, qua giấy Mỹ. Cây số 2 của con cũng là cây qua giấy Mỹ luôn. Dạ, cây này dán bay. Dạ, con đo dán bay của cây trước nha. Dán bay của cây là 43. Dạ. Còn con đo dòng cổ của cây là 25. Dạ. Dòng cũ nữa, con đo cũ của cây. Cũ của cây là 49. Dạ. Dạ. Của cây là 35. Dạ. Cây số 2 của con có giá là 1,8 triệu. Qua giấy Mỹ nha cô chú. Dạ. Số điện thoại của con là 0766 962 359. Cũng là số Zalo của con luôn. Cây này cũng là cây số 3 của con. Đo dáng bay của cây là được 60. Còn chiều dài của cây là 43. Đo dòng cổ là được 27 28. Cũ của cây là 51 50. Dạ. Cây số 3 của con có giá cũng là 1,8 triệu luôn. Dạ. Cây số 4 cũng là hoa giấy Mỹ. Cây số 4 của con có giá là 2 triệu. Con đo dáng bay của cây. Dáng bay của cây là được 50. Còn dòng cổ là được 48. Còn cũ là 49. Dạ. Cây số 4 của con có giá là 2 triệu. Mấy cây này có dáng với thân đồ nhìn quái quái không hả cô chú? Cây số 5 cũng là hoa giấy Mỹ luôn. Dạ, đừng anh, được rồi. Dáng bay của cây là được 45. Còn cổ là được 25. Còn
còn cũ của cây là được 59. Cây số 5 có giá là 1,7 triệu. Anh về giờ. Mấy cây này dáng đồ của nó cũng na ná với nhau không à. Cây là em bao ship, bao sống tặng nơi cho cô chú luôn. Đo chiều cao của cây nha. Chiều cao của cây là 51. Còn dáng bay là 37. Còn cũ là thân là 29. Còn cũ của cây là 40. Dạ rồi. Cây số 6 của con có giá là 1,7 triệu luôn. Dáng cây rất là quái, rất là đẹp. Số điện thoại của con là 0766 962 359, cũng là số Zalo của con luôn. Đây là cây số 7. Hoa giấy Mỹ. Giờ trồng Tết ra bông. Giờ trồng là Tết ra bông luôn á nha cô chú. Chiều cao của cây là 43. Dạ, cây này là trồng là kịp Tết ra bông luôn. Cổ là 29. Dạ. Còn cũ là được 54. Dạ rồi. Cây số 7 có giá là 1,6 triệu. Thân cây uốn lượn rất là đẹp. Dạ rồi. Cây số 8. Cây số 8. Khỏi chim, khỏi chim. Dạ rồi. Rồi, cây số 8. Em con đo dáng ba nha. Dáng bay của cây là 40. Cổ là 28. Còn cũ là 51. Dạ rồi. Cây số 8 của con có giá là 1,6 triệu. Dạ rồi. Cây số 9. Hoa giấy Mỹ. Con đo tán bay của cây là được 44. Còn cổ là 28. Cũ là được 58. Dạ rồi. Cây số 9 có giá là 1,7 triệu. Dạ, từ Tết là em sẽ về qua giấy Mỹ cho cô chú không? Cây số 10 cũng là qua giấy Mỹ luôn. Em về nguyên lô này là toàn là qua giấy Mỹ không nè. Chiều cao của cây là được 57. Tán bay của cây là được 44. Còn cổ của cây là được 32. Cũ của cây sẽ được là 51. Cây số 10 có giá là 1,9 triệu. Dạ rồi. Cây số 11. Đây đi. Em đo tán bay của cây nha. Tán bay của cây là được 49. Còn chiều cao của cây là được 40. Đo cái cổ. Cổ cây là được 32. Rồi, rồi.
cũ của cây là được 54. Dạ rồi. Cây số 11 của em có giá là 1.6.000. Số điện thoại của em là 0766962359, cũng là số Zalo của em luôn. Cây em bao ship bao sống. Cây số 12, khỏi chim coi. Cây số 12. Giờ em đo tán bay của cây trước nha. Là 53. Còn cổ cây là được 24. Còn cũ là được 50. Dạ rồi. Cây số 12 của em có giá là 1.7.000. Cây số 13. Cây số 13. Chiều cao là 50. Còn cổ cây là 35. 35. Còn cũ của cây là được 42. Cây số 13 của em có giá là 1.8.000. Cây số 14. Rồi. Tán bay của cây là được 48. Còn cổ sẽ là 34. Còn cũ là 47. Cây số 14 có giá là 1.7.000. Cây số 14 có giá là 1.7.000. Cây số 15. Cây số 15 của cây là được 38. Còn cổ là 29. Còn cũ là 45. Cây số 15 có giá là 1.6.000. Cây số 17. Cây số 16. Tán cây là 39. Chỉnh cây lên. Cổ là 32. Còn cũ là 50. Cây số 16 có giá là 1.6.000 luôn. Dạ rồi. Cây số 17. Tán cây là chiều cao là 39. Còn cổ là 22. Cũ là 48. Dạ rồi. Cây số 17 của em có giá là 1.8.000. Cây số 19. Tán cây của cây là 60. Còn cổ là 27. Cũ là 52. Dạ rồi. Cây số 19 có giá là 1.8.000 luôn. Rồi.
Cây 20. Cây 20, em đo chiều cao của cây là 45. Còn cổ cây là 27. Củ cây là 62. Dạ rồi. Cây số 20 của em có, cây số 20 của em có giá là 1,5 triệu. Số điện thoại của em là 0766962359, cũng là số Zalo của em luôn. Cây số 21. Kim bên đây. Rồi. Cây số 21. Em đo chiều tán cây là 44. Chiều dài chứ lộn. À, còn cổ là 28. Dạ rồi. Củ cây là 48. Em đo hảo hảo tại vì mấy cây này nó toàn là giống nhau không à. Dạ, cây 21 của em có giá là 1,5 triệu. Dạ rồi. Cây 22. Cây 22 chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 41. Còn tán cây là 21. Cổ là 31. Cũ ở dưới đây là được 38. Cây 22 của em có giá là 1,5 triệu. Em quay dài vòng cho mọi người coi. Cây 23. Cây 23. Cây 23. À, tán cây của là 50. Còn cổ cây là 32. Còn cũ là được 55. Dạ rồi. Cây số 23 của em có giá là 1,5 triệu. Cây 23 có giá là 1,5 triệu. Lên cây 18 như thế này nó còn quên chạy nhảy. À, cây hồi nãy là em lên nhảy, bị nhảy cây á, cây này là cây 18 nha. Hồi nãy em bị nhảy, hơi bị nhảy cây á. Nãy em nhảy 17 cái lên 19 luôn. Giờ em quay lại 18. Tán cây là 46. Còn cổ là 31. Cũ của cây là được 40. Dạ rồi. Cây số 18 của em có giá là 1,7 triệu. Cây số 18 là giá là 1,7 triệu. Giờ là em lên tiếp nha, là cây 24. Tại cây hồi nãy là của em nó bị nhảy ra. Bây giờ là quay lại là cây 24 nha. Rồi. Em đo tán cây là 42. Tàn bay chứ. Còn cổ là 27. Còn cái này gì quên nữa. Hoành đế là 35, hoành củ đế là 35. Dạ rồi, cây 24 của em có giá là 1,5 triệu. Rồi xuống cây luôn. Dạ rồi, xuống cây. Này là cây 25. Rồi được rồi. Em đo tán bay là của cây là
tán bay của cây là 39. Còn cổ là 27. Còn cũ là được 48. Dạ rồi. Cây 25 của em có giá là 1,5 triệu. Số điện thoại của em là 0766962359, cũng là số Zalo của em luôn. Em lên toàn là qua giấy không à nha. Cây 26 em đo chiều cao. Chiều cao của cây là được 48. Còn cổ, dạ rồi. Còn cổ là 26. Cũ của cây là được cũ của cây là 43. Dạ rồi. Cây 26 của em có giá là 1,5 triệu. Rồi. Tới cây 27. Em đo tán bay của cây nha. Tán bay của cây là được 28. Còn cổ là 27. Cũ là 42. Dạ rồi. Cây 27 của em có giá là 1,5 triệu. Rồi xuống đây. Cây 29. 18. Ủa cây 28. Tán bay của cây là được 43 chứ. Đang quay. Còn cổ của cây là được 31. Rồi. Còn cũ là được 43. Cây 28 của em có giá là 1,3 triệu. Dạ rồi, xuống cây. Cây 29. Dạ rồi. Cây 29 của em, chiều cao của cây là được 54. Còn cổ là 27. Còn cũ của cây là được 49. Cây 29 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Dạ rồi, xuống cây giùm em. Cây số 30. Tán bay của cây là được 42. Còn cổ cây là 29. Còn cũ của cây là được 50. Cây 30 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Cây 31. Rồi. Chiều cao của cây là được 35. Còn cổ là 27. Cũ của cây là được 34. Cây 31 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Cây 32. Em đo tán bay của cây nha, là 39. Còn cổ là 28. Cũ của cây là được 50. Cây 32 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Thân cây uốn lượn. Cây 33. Dạ. Cây 33. Chiều dài của cây là được 42. Cổ cây là được 25. Còn cũ của cây là được 57. Cây 33 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn.
Cây 34. Hoa giấy Mỹ nha mọi người ơi. Rồi. Chiều dài của cây là được 43. Còn tán ngang của cây là được 28. Cành bay chứ. Còn cổ là được 27. Củ của cây là được 42. Cây 34 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Cây. Cây 35. Quay một vòng đi. Rồi. Chiều dài của cây là được 39. Còn cổ cây là 32. Còn cũ là 45. Cây 35 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Cây em nó ra ra lá đồ tí hết rồi nè. Cây 36. Cây 36 của em. Chiều dài của cây là được 50. Còn cổ là 31. Cũ là được 42. Cây 36 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Dạ rồi. Cây 37. Em đo chiều dài của cây là được 39. Còn cổ là 29. Củ của cây là được 51. Cây 37 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Hoa giấy Mỹ nha. Cây cây 38. Dạ đúng rồi, em có bán luôn giấy nè. Em đo chiều dài của cây là được 46. Còn tán ngang của cây là được, còn cành bay của cây là được 27. Cổ là 25. Còn cũ là được 42. Cây 38 của em có giá là 1,3 triệu. Dạ. Cây 39. Lấy tay. Chiều dài của cây là 43. Còn cổ cây là được 25. Còn cũ của cây là được 31. Cây số 39 của em cũng có giá là 1,3 triệu luôn. Dạ rồi, xuống cây. Cây 40. Chiều cao của cây là được 50. Còn cổ của cây là được 30. Còn cũ của cây là được 25. Cây số 40 của em có giá là 1,3 triệu. Dạ rồi. Cây 41. Chiều dài của cây là được 45. Dính chỉ cái chưa. Cổ của cây là 25. Còn cũ của cây là được 47. Cây số 41 của em cũng có giá là 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. Cây số 42.
Chiều cao của cây là được 50. Còn cổ cây là được 22. Còn cũ cây là được 55. Cây số 42 của em cũng có giá là 1 triệu 3 luôn. Mấy cây này mọi người về mua ghép bông đồ là đẹp lắm. 44, ý 43. Cây 43. Chiều cao của cây là 40. Còn cổ cây là được 23. Còn cũ của cây là được 45. Cây 43 của em cũng có giá là 1 triệu 3 luôn. Rồi. Cây 44. Chiều dài của cây là 43. Còn cổ cây là được 26. Còn cũ là được 32. Cây 44 của em cũng có giá là 1 triệu 3 luôn. Quay. Dạ rồi. Cây 45. Rồi chưa kìa. Chiều dài của cây là được 39. Còn cổ là được 24. Dạ cái này em hảo đi, tại vì mấy cây này nó cũng giống với nhau không. Dạ cây 45 của em có giá là 1 triệu nha. Cây 46. Cây 46 của em chiều cao là 34. Còn cổ cây là được cũng 34 luôn. Còn cũ của cây là 36. Cây số 46 của em có giá là 1 triệu. Số hỏi của em là 0766962359, cũng là số Zalo của em luôn. Cây 47. Chiều dài của cây là được 40. Còn cổ cây là 33. Còn cũ của cây là được 41. Cây số 47 của em cũng có giá là 1 triệu. Dạ rồi. 47 này, cây này 46. 48. Cây này cây 48 nha. Mã số 48. Tán bay của cây là được 29. 47 mới ghi nè, 47 giá. Còn cổ của cây là được 28. Còn cổ là được 35. Cây số 48 của em có giá là 1 triệu. Tán bay của cây là được 31. Còn cổ cây là 19. Còn cũ là được 47. Cây số 49 của em cũng có giá là 1 triệu. Cây 50 kết thúc. Cây 50, cây này là cây cuối clip của em luôn á nha cô chú. Tán bay của cây là được 35. Còn cổ là 25. Còn cũ của cây là được 27. Cây số 50 của em là cây số 50 là cây cuối clip của em nên em bán giá là 700. Cây số 50. Qua giấy Mỹ, lô của em từ đầu tới cuối clip là toàn là qua giấy Mỹ. Đây cũng là cây cuối clip, em cảm ơn các cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Bye bye mọi người.